Dạ, em xin kính chào thầy giáo Bùi Duy Phương, xin chào quý thầy cô trong phòng Zoom. Em là Bùi Thị Thương ở Gia Nghĩa, Đắk Nông. Thì trong một năm học vừa qua thì em đã đạt được rất là nhiều điều tốt đẹp nhờ cộng đồng mình, nhờ được sự học hỏi, được sự tôi luyện, đặc biệt là em tham gia vào nhóm điều hành. Em được phát triển bản thân rất là nhiều, tự tin nói trước mọi người. Cách đây khi em mới bắt đầu tham gia vào cộng đồng, khi giơ tay phát biểu vẫn còn run, vẫn còn ngập ngừng rất là nhiều, nhưng được các thầy cô hỗ trợ mà em cố gắng thì em đã biết được nói trước đám đông và thực hiện nói không run nữa. Và em khoe với thầy với cả nhà rằng là em hôm nay là ngày đầu tiên em nhận công tác tại một trường mới, ngôi trường mà em hằng mơ ước. Em đã xác định là em sẽ về dạy ở ngôi trường này, và hôm nay là ngày đầu tiên em đi nhận công Hay tác quá. tại trường ấy, và điều đấy đã thành hiện thực nhờ những quyết tâm nỗ lực. Sau 5 lần xin chuyển thì lần này là lần thứ 5 em mới đạt được nguyện vọng, và em cứ làm và quyết tâm hành động mà hôm nay là ngày đầu tiên mà em bước chân vào ngôi trường mà em hằng mơ ước. Em biết ơn thầy Bùi Duy Phương rất là nhiều, biết ơn cộng đồng của chúng mình ạ. Mọi người hãy comment cho chúc mình. mừng cô Thương nè, mọi người hãy chúc mừng cô Thương nè, hay quá. Cô Thương có mỗi một ngày xuất hiện lại có thêm thành quả đấu để của mình báo cáo đúng không ạ? Hôm trước thì có bằng khen, hôm nay lại chuyển được tới ngôi trường mình mong muốn. Các thầy cô nếu có ai mà gặp cô Thương lần đầu tiên không ạ? Có ai mà đồng hành với cô Thương lần đầu tiên không ạ? Cô Tâm thì đồng hành với cô Thương ngay từ đầu và cũng hỗ trợ và đồng hành trong phần điều hành sách. Thì thực sự là cô Thương giống như thầy vừa nói đấy, nó là thay đổi rất rất nhiều và gần như là ngoạn mục. Bởi ngay ngày đầu khi xuất hiện trước phòng Zoom, đến Zoom còn không biết điều hành, nói còn 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 khóc, tức là con chảy nước mắt xúc động. Nhưng bây giờ cô rất tự tin, xinh đẹp từ bên trong đấy và còn xinh đẹp cả bên ngoài. Tóm lại là thầy cô nhìn thấy cô Thương không? Rất giống một cô gái Ấn Độ. Cô Thương nhìn cô Thương rất là đáng yêu ạ. Chúc mừng cô Em Thương nhé. Không chỉ là nói trước phòng Zoom đâu cô ạ, em phát bây biểu giờ giữa chắc tập chắn thể. là tự tin rồi, đúng rồi. Chúng ta cứ tự tin ở trong mọi cộng đồng thì chắc chắn là chúng ta luôn luôn tự hào mình đã rèn luyện được đúng không ạ? Chúc mừng cô Thương. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Đấy. Đúng, mỗi khi nghe những thầy cô chia sẻ như này là cảm thấy rất là năng lượng. Chúc mừng cô Đúng Thương, đúng là quá tuyệt vời. Cô Tuyền cũng giống như cô Tâm, chứng kiến sự thay đổi của cô Thương và một trong những thành viên của ban điều hành. Protector Army thay đổi nhiều nhất phải kể đến cô Thương, đúng không cô Tâm? Đúng ạ. Có những cái ngày đầu rất là lúng túng, bỡ ngỡ và phải tập đi tập lại từng chút một. Và trong cái sự bỡ ngỡ và trưởng thành đấy thì cô Tuyền cũng như cô Thương, rất nhiều thầy cô đều có bóng hình của cô Tâm, cô Chi, của thầy và rất nhiều thầy cô trong cộng đồng cùng đồng hành dưới sự dẫn dắt của người thầy tuyệt vời của chúng ta. Chúc mừng cô cảm Thương ơn nhé, cô Tuyền, quá vui luôn, cô Tuyền mừng quá. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ.